Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của cha. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái. Dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời, thập giá con đường tình yêu. Đời con cầm tay
ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Vì tình yêu bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dẫn dìu con đi trong cánh tay Người, hạnh phúc nào hơn. Con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn bao la. Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy, con vui sướng đôi mắt lệ rưng rưng tận hiến cho Ngài thêm ai nào. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Dù đời con thương đau, sống bên Chúa luôn con cậy trông. Nơi danh Chúa, Chúa đón nhìn xem con trong lúc vui sầu, vui an nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Kính chào quý ông bà anh chị em. Quả thật, ông Gioan theo cách nói của Chúa Giêsu và mặc khải của tin mừng cho chúng ta biết ông chính là Elia mà đứng đã được tiên báo trong cuộc ước. Và cái cuộc đối chất của Chúa Giêsu và các kinh sư thầy dạy, các tư tế và các phẩm quyền của Do Thái, một mặt họ khát khao tìm rõ ràng đâu ai là đứng Messiah để hướng dẫn cho dân, nhưng mặt khác họ vẫn đầy ấp những định kiến và sẵn sàng vì cái định kiến đó để gạt qua cơ hội không chỉ cho họ mà cho dân chúng đón nhận Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nghe cách mà Chúa Giêsu nói cho họ biết. Và đây như thể là một cảnh cáo quan trọng nếu họ không hoán cải. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Khi Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông nghĩ sao? Một người có hai con trai. Ông ta đến nói với người con thứ nhất: này con,
hôm nay hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp, thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Đức Giê-xu nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin tưởng ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin vào ông ấy. Anh chị em thấy chính Chúa Giê-xu ngày hôm nay mời gọi dân của Chúa, mời gọi các thủ lãnh trong dân phải hoán cải, phải hối lỗi vì đã khước từ ông Gioan, và phải quay lại tin vào ông Gioan. Và hình ảnh mà Chúa Giêsu kỳ vọng đó là hình ảnh cái người con lớn của ông chủ có hai người con. Ông bảo người con lớn rằng, con đi làm vườn nho cho cha đi. Nó bảo không, có không đi. Rồi thằng bé, ông chủ bảo, nó bảo vâng vâng con đi liền, con đi liền. Nhưng cuối cùng nó là cái anh chàng gọi là con nhà họ Hứa, nên nó không có chịu đi làm. Còn cái người anh bảo không đi, anh ta đã hối hận và quyết định đi làm vườn nho cho cha mình. Chúa Giê-xu muốn dân của Chúa, dân được tuyển chọn của Chúa, hãy sống như tâm tình của cái người anh lớn đó, là hối hận, hoán cải để đi làm vườn nho cho Chúa. Chứ không có phải rảnh rỗi xin nông nổi cãi nhau về mặt học thuyết, rồi loại trừ người này chê bai người kia, thậm chí gài bẫy để ám hại người khác. Ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người. Vườn nho của Chúa là một vườn nho của nhân loại, chứ không nhỏ hẹp như vườn nho của Naboth bị bà Isabel chiếm lấy để mua lòng vua. Cũng không phải là một vườn nho nho nhỏ của một giáo họ, một giáo xứ, một cộng đoàn dòng tu hay một dòng tu. Thậm chí cũng không phải là vườn nho giới hạn của giáo hội Công giáo, hoặc là của các giáo hội chính thống giáo, anh giáo, tin lành, vân vân. Mà vườn nho của Chúa là cả hoàng thiên, cả vũ trụ bao la này, tất cả mọi người lương giáo và muôn loài thụ tạo. Chúng ta có những cái ích kỷ của mình, như thể rằng đây là cái phần công khó mình chiếm được, mình phải giữ và không chia sẻ với ai cả. Thật ra cái mà mình có, mình gọi mình chiếm hữu là ơn Chúa ban, là phước lành của Chúa. Chứ tự mình không có sản xuất ra được, tự mình không có làm ra được cái gì hết. Và cánh đồng của Chúa vẫn đang được mời gọi chúng ta ra đi để đi làm. Còn nếu không, Chúa Giê-xu dùng cái danh từ hạng thu thuế, hạng đĩ điếm, tức là trong con mắt của họ và con mắt chúng ta nữa, là quân tội lỗi, quân đáng chết. Họ sẽ được vào nước trời trước. Chúng ta không canh tác, Chúa sẽ trực tiếp canh tác.
và Chúa sẽ thu hoạch những con dân Chúa không thuộc cái khoảng, cái miếng mà chúng ta tự đóng hàng rào, tự xây lô cốt, bảo rằng vườn nho của mình, để rồi loại trừ bao nhiêu cánh đồng nho bao la của vườn nho Chúa, thì Chúa sẽ làm. Và Chúa đưa tất cả họ vào vương quốc của Chúa. Còn chúng ta ở bên ngoài, ở với cái lô cốt của chúng ta đi. Chúa muốn chúng ta phải hối hận để đi làm vườn nho của Chúa, chứ không phải xây cho cái lô cốt của mình, không phải mặc kệ việc của Chúa, chỉ lo cho mình thôi. Đây là một lời mời gọi tích cực, chứ không phải là sự rủa xả để chúng ta mệt mỏi chán nản. Nếu có mệt mỏi chán nản, thể mệt mỏi chán nản những việc chúng ta đã làm, để bắt đầu làm việc của Chúa, để chúng ta có niềm hy vọng mới, có an vui mới. Amen. Màu và nước từ trái tim Chúa.
ơn Cha cho chúng con. Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát người khen tình Chúa cao vời, Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái, Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trọn đời trong bánh thiêng ở lại với chúng con. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây, Giêsu đã vì yêu con cho con lương thân mình. Tiệc ly đó cùng với 12 môn đệ, cùng ăn uống, cùng chia lương thực ái nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm tuyên lời, đây máu tôi, đây là thịt của tôi. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại, đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt con nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin, tin Ngài yêu chúng con. Trần gian xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây, Giêsu đã vì yêu con cho con lương thân. Lạy Chúa ngự trong niềm tích cao vời, đoàn con cái quy đây chung lòng kính bái, niềm tin thế đầy vui cho giác quan. Con nào đâu thấy chi, cảm nhiệm được ơn thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời, hằng mong ước ngày đêm ăn mình máu Chúa. Nguyện đón hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình
Chúa đã ban. Con tin, con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cay trong vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây. Giê-xu đã vì yêu con cho con đường thân mình. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây. Giê-xu đã vì yêu con cho con đường thân mình. Tan vì một tia nắng sớm, đời một người.
Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Thank you.
sự sống trên đời. Hôm nay con
về nguyện dâng lên mẹ hồn xác của con từ đây và mãi mãi trọn đời hiến dâng mang ánh sáng tình yêu cho người sống vì tha nhân cho đến hết đời con. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ tình yêu, tình mẹ bao la, mẹ hằng cứu giúp, Mẹ Maria có mẹ không bằng nói chi. Con tìm về với mẹ, mẹ dìu dắt con vượt qua bao ngàn nguy khó. Tình mẹ bao la mang ánh sáng niềm tin trên trời. Mẹ nhắn nhủ con tình yêu là sự sống trên đời. Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ hồn xác của con từ đây và mãi mãi trọn đời hiến dâng mang ánh sáng tình yêu cho người sống vì tha nhân cho đến hết đời con. Mẹ Maria, Mẹ không có